quý vị trong tháng 12 này nhiều chính sách sẽ bắt đầu có hiệu lực bỏ chứng chỉ tin học ngoại ngữ với viên trước nhiều ngành sử dụng văn bằng chứng chỉ của người khác có thể bị phạt tiền lên đến 20 triệu theo đó đối với ngành tài nguyên và môi trường các vị trí được bỏ chứng chỉ gồm địa chính viên điều tra viên tài nguyên môi trường dự báo viên khí tượng thủy văn kiểm soát viên khí tượng thủy văn quan chức viên tài nguyên môi trường và đo đạc bản đồ viên đối với ngành thể dục thể thao gồm Huấn luyện viên và hướng dẫn viên, ngành khoa học và công nghệ, vị trí nghiên cứu viên, trợ lý nghiên cứu, kỹ sư và kỹ thuật viên cũng được bãi bỏ những chứng chỉ này. Nghị định 88/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 12 tháng 12, thì người sử dụng văn bằng chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp của người khác hoặc cho người khác sử dụng của mình sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng, mức cũ 3 đến 5 triệu sử dụng văn bằng chứng chỉ bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung bị phạt 10 đến 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, gian lận để được cấp văn bằng chứng chỉ hoặc bản giao nhưng chưa đến mức độ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt 30 đến 40 triệu đồng. Còn theo luật cư trú năm 2020, quy định sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sẽ hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022. Như vậy, tháng 12 này sẽ là tháng cuối cùng người dân được sử dụng sổ hộ khẩu giấy thay vào đó để xác thực thông tin cá nhân nơi cư trú người dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú hoặc dùng số định danh cá nhân thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư